Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải. Nội dung trong video này mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về dự án Bitbama nha các bạn. Đó là dự án Ritual nha. Rồi và đây là cái thông báo của nó nè các bạn nè. À, cộng đồng thân mến, chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn và hỗ trợ của các bạn. Quá trình di chuyển mã thông báo của chúng tôi dành cho tất cả người dùng Android hiện đã sẵn sàng nè. Đấy thì hiện tại nó chuẩn bị phân phối cái mã thông báo cho người dùng Android nha các bạn. Tuy nhiên để giữ đúng lời hứa thì chúng tôi sẽ không tiếp tục cho đến khi mà ứng dụng dành cho iOS của chúng tôi được phát hành Thì khi mà cái ứng dụng iOS phát hành thì nó mới trả cái mã thông báo trên Android nha các bạn Thì cái mà ứng dụng iOS hiện nó đang được đó là trên những cái app app store phê duyệt nha các bạn Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện danh sách iOS của mình và hiện đang chờ phản hồi từ app store nè rồi tiếp theo đó là để đáp lại những lo ngại của cộng đồng của chúng tôi đưa ra liên quan đến danh sách sàn giao dịch chúng tôi đã lắng nghe các bạn và đang nỗ lực làm việc để niêm yết trên các sàn giao dịch đó là sàn giao dịch uh, tập trung thân thiện với người dùng hơn tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong vấn đề này xin lưu ý rằng giao dịch uh, trên Bama uh, sẽ không bắt đầu vào ngày mai đấy tức là hiện tại khi nào mà cái phiên bản uh, dành cho iOS uh, được uh, Apple Store phê duyệt uh, thì nó mới trả cái đồng Bama uh, uh, trên cái dự uh, trên cái uh, những người dùng mà khai thác Android nha các bạn đây này trong cái mà Twitter mới nhất của nó nè kính gửi cộng đồng bitbama nè nó di chuyển token nè tiếp theo là nó cập nhật ios nè và niêm yết trao đổi nè các bạn nè rồi và tiếp theo nè nhóm bitbama đã nhận được huy hiệu, hiệu của sở thích kc nha các bạn đấy thì sở là một trong những cái công ty mà kc cực kỳ uy tín nha các bạn rồi và dự án bitbama là một dự án rất tốt nhất ở thời điểm hiện tại mà chúng ta không nên bỏ qua nha các bạn rồi hiện tại là nó chúng cho chúng ta kc luôn nha các bạn Các bạn bấm vào trang cái, cái, cái menu dấu bằng gạch nè à, các bạn bấm vào ngay chỗ KIU nè đấy là chúng ta như mình là mình đã vượt qua Kaiu này thì có thể là à, có một cái bước để mà liên kết địa chỉ ví nữa để mà rút về ví nha các bạn đây nè cái bước là Connect do Wallet này các bạn nè thì có thể là à, sau này khi mà nó mở rút bắt, thì chúng ta có thể ạt cái uh, địa chỉ ví rồi và hiện tại khi nào mà nó ra cái phiên bản dành cho iOS đó, thì nó mới cho chúng ta rút ở trên phiên bản Android nha các bạn và toàn bộ đường link cũng như là video hướng dẫn các bạn cai xem mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.